Chào tất cả các bạn. Thì ở video của bài học trước thì mình đã nói đến cái thư viện mass.h đấy. Và trong đó thì mình có giới thiệu đến cái hàm async đấy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái hàm async đấy. Async là một cái hàm dùng để tính cái góc đấy. Tính là cái góc. Đấy, thì ở đây mình sẽ viết một cái đoạn chương trình nhỏ để cho các bạn dễ hình dung. Đấy. Về ở đây cái đề bài là mình sẽ tìm ra cái góc khi biết cái sin của nó. Đấy. Ví dụ sin của nó bằng ví dụ sin bằng 1 thì mình phải tìm ra cái góc của nó là góc bao nhiêu. Đấy. Ví dụ như thế. Rồi. Đầu tiên mình khai báo cái thư viện mass.h đấy, vì mình chưa dùng cái hàm sin nên là mình phải khai báo cái thư viện mass.h. Và sau đó vì ở trong đây mình sẽ sử dụng đến khái niệm là số pi nên là ở đây mình sẽ định nghĩa một cái số pi đấy bằng 3.1 gì đấy. Đấy, rồi số pi này thì chắc hẳn chúng ta ai cũng biết đấy. Đấy, rồi tiếp theo thì trong cái hàm main này thì mình sẽ khai báo cái kiểu dữ liệu của cái x này chính là cái giá trị sin của góc cần tìm đó. Rồi và sau đó là góc và cái radian. Rồi và tất cả đây thì mình dùng chung một kiểu dữ liệu là double đấy, vì kiểu double thì nó sẽ tổng quát và nó sẽ chính xác hơn là những cái kiểu như float hay integer ạ. Rồi tiếp theo mình khởi tạo cái giá trị ban đầu cho x là bằng 0.9, tức là cho cái sin a sin cái góc cần tìm là bằng 0.9 đấy. Rồi sau đó tiếp theo thì mình sẽ tính cái radian đấy. Thì cái radian như ta đã thấy thì radian thì sẽ bằng 180 độ chia cho cái pi, đúng không ạ? Rồi một radian ấy, tức là một radian thì sẽ bằng bao nhiêu độ ấy? Thì ở đây thì mục đích của mình là đổi cái radian này sang sang độ đấy. Rồi tiếp theo mình tính cái góc cần tìm thì bằng cái sin này nhân cho cái radian này đấy. Thì đây là một cái công thức toán học mà chúng ta đã được học ở những cái lớp dưới. Rồi tiếp theo mình sẽ in ra cái giá trị góc cần tìm đấy. Rồi Camverin này thì mình đã giới thiệu với các bạn rồi, nó quá là quen thuộc với chúng ta. Rồi để cho các bạn thấy cái kết quả. Rồi các bạn có thể bấm cái máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả xem là cái xin gọi góc này của 0.9 này có bằng 64.158067 không nha. Rồi đấy, nếu các bạn không tin thì có thể sử dụng cái máy tính cầm tay hay là máy tính gì đấy để tính đấy, nhưng mà mình dám chắc rằng đây là một kết quả không thể chính xác hơn nữa đấy. Đấy. Rồi thì trên đây là cái phần một cái phần giới thiệu về cái một cái hàm ở trong cái thư viện mass.h này, mà rõ ràng là cái hàm async này đã. Rồi thì ngoài cái hàm async này thì nó là một cái hàm lượng giác nên là mình cũng có thể ứng dụng cho các hàm khác như là ascos đấy, hoặc là astan đấy. Cái về mặt cú pháp thì nó cũng hoàn toàn tương tự nhau, mình chỉ việc thay cái code này cho async hoặc là astan cho async đấy, tùy thuộc vào cái mục đích của từng bài toán đấy, và mình sử dụng cái code hay async hay astan đấy. Thì đó là một cái ví dụ thực tế mà chúng ta thường gặp trong các bài toán về lượng giác đấy. Rồi thì trên đây là cái phần giới thiệu về cái một số cái hàm lượng giác ở trong cái thư viện mass.h này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.